đó là một người cha trong sạch nhất. Lâm ông này á, xin mời. Đoàn tiếng ra sông Hậu. Xin được cảm ơn tiếng hát của danh hài Vũ Thanh vừa rồi rất là nhiều. Có mặt trong đêm ngày hôm nay, ngồi bên cạnh danh hài Vũ Thanh thì Hải Vân còn thấy có danh hài Duy Phương nữa. Và lúc này thì xin quý vị ta dành một tràng tay thật lớn để cùng chào đón nghệ sĩ Duy Phương ạ. Vâng, ngày hôm nay thì con thấy rằng rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đã có mặt ngay tại đây để cùng tiễn biệt cố nghệ sĩ Tùng Lâm. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với danh hài Duy Phương và cùng lắng nghe âm thanh của anh quý vị nhé. Anh đứng chung ngồi chung nghe chụp tấm hình với dân mà em tại em tự xuống nên mình ra em. Rồi tự chụp thì tự xuống. Anh làm như tôi. Vô luôn đi anh bảo cơ tôi đứng lên. Đóng dây chuẩn bị anh đóng ra mà em vẫn cho em chụp cho luôn nha. Đoạn lên rồi đó. Đó, nói em. 1, 2, 3 không đem chụp giùm cho. Thì cái bé nâu rồi sao? Bé nâu. Dạ, dạ, dạ vô rồi. Dạ. Ngồi đi em lấy đây này 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 đã có mặt, kịp có mặt. Dạ, mọi người lấy ghế mời cho cô ngồi. Cảm ơn em. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta biết điều gì ạ? Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiếu. Và thưa quý vị, tất cả chúng ta xem như những người lâu năm từ 90 tuổi trở lên trong nghề, đó là những vị tổ như nghệ sĩ nhân dân Phùng Há 96 tuổi, nghệ sĩ Tùng Lâm tròn tròn 90 tuổi, thì tất cả là cái cây cao bóng cả để thế hệ tiếp theo, bởi vì có trước, có sau và mới có tương lai. Và tất cả điều này chúng ta hôm nay để hội tụ với nhau để một đêm tiễn biệt thật là tuyệt vời, cho nhau những kỷ niệm đẹp và đặc biệt là được hưởng cái năng lượng của những người đi trước đã trao tặng cho cuộc đời này. Thưa quý vị, bây giờ 60 năm thì ít quá, bây giờ 90 năm cuộc đời quý vị nha.